Để đảm bảo an toàn cho người dân du xuân đón Tết tại các đường hoa xuân, Công an phường 3 đã phối hợp với các ban ngành chức năng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trong những ngày giáp Tết Nguyên đán. Công an phường 3 đã xây dựng các kế hoạch đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại chợ Hoa Xuân. Công an phường cùng ban bảo vệ dân phố phường trên địa bàn thường xuyên kiểm tra tình hình tổ chức hoạt động của các chợ Hoa Xuân, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung theo kế hoạch. Tăng cường cán bộ điều tiết giao thông tại khu vực chợ nhằm giúp các phương tiện lưu thông qua dễ dàng hơn tại khu vực này. Thì Công an phường 3 đã lên kế hoạch chi tiết để đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực bán hoa. Với ngày 29 và 30 Tết thì người dân đổ về để mua hoa, chúng tôi cũng đã lên kế hoạch cụ thể về phân luồng giao thông, tránh rơi vào tình trạng quá tải như năm trước. Nhờ triển khai tốt các mặt công tác nên đến thời điểm này, tình hình an ninh trật tự tại địa phương và đường Hoa Xuân được giữ vững, các hoạt động mua bán tại đây đang diễn ra sôi nổi.